Vũ Động Càn Khôn Phần 10 tập 24, Tấm Tổ phù Thứ 8 Thuyết Minh tại kênh Youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Dù vậy, nhưng Lăng Thanh Trúc ở cửu thiên thái thành cung rõ ràng rất uy nghiêm, Tô Nhu cũng không dám hỏi. Cái gì mà bằng hữu đạo tông, lẽ nào nàng không biết tên ta? Lâm Động nhíu mày vì lời nói của Lăng Thanh Trúc, ánh mắt có phần giận dữ, nữ tử này cố tình chọc giận hán sao. Lăng Thanh Trúc không ngẩng lên, cũng chẳng đáp lại. Thấy nàng như thế, lâm động hừ một tiếng rồi quay người đi lăng Thanh trúc không kìm được nắm chặt tay lại khẽ cắn môi nhưng vẫn không nói lời nào có điều lâm động đi được hai bước bỗng nhiên quay lại trước ánh mắt chấn kinh của đệ tử cửu thiên thái thanh cung trưởng phong nhằm thẳng vào vị trí má cảm nhận được trưởng phong lăng thanh trúc hơi run lên mắt nhắm lại không động đậy đầu ngón tay lướt qua mặt lăng thanh trúc nàng bỗng cảm thấy má hơi lạnh tấm mạng đã bị gỡ xuống gương mặt mỹ lễ gần như hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người cả không khí dường như cũng sáng bừng lên. Ngươi! Lăng Thanh Trúc giật mình, vội vàng mở mắt, tay chạm lên mặt rồi dững sở nhìn tấm mạng trong tay lâm động. Gương mặt trắng trẻo lạnh lùng kia cuối cùng cũng hiện vẻ giận dữ. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đệ tử cửu thiên thái thanh cung, bất luận nam nữ, đều có phần thất thần. Trong cung môn, từ trước tới giờ Lăng Thanh Trúc đê y lạnh lùng lãnh đạm, rất ít khi để lộ vẻ như tiên dáng trần thế này. Như thế này nhìn đẹp hơn. Ta không thích làm ra vẻ tiên tử trước mặt ta." Lâm Động cũng hoảng hốt trong chốc lát, thấy vẻ giận dữ ngượng ngùng của Lăng Thanh Trúc, hắn cười. "Ai cần ngươi thích với không?" Lăng Thanh Trúc giận dữ, thế nhưng cho dù như vậy vẻ đẹp của nàng vẫn câu hồn động phách. "Ha ha." Lâm Động cười lớn, rồi ánh mắt dần lạnh đi, hắn quay sang nhìn đám cường giả nguyên môn cười nhạt. "Chuyện tiếp theo cứ để ta." Tấm mạng che mặt bị hắn giật mất dường như cũng khiến nàng có phần hỗn loạn nàng cắn môi kìm chế sự ngượng ngùng dù thế nào lâm động xuất hiện vào lúc quan trọng này cũng khiến tâm cảnh lặng như mặt hồ của nàng gợn sóng quan hệ giữa nàng và hắn phức tạp đến mức khiến nàng cũng cảm thấy đau đầu với tính cách của cả hai thật sự họ không thể dễ dàng quên đi sự việc xảy ra năm đó cho dù thế nào trong trái tim mỗi người đối phương đều có một vị trí đặc biệt nào đó điểm này đến lăng thanh trúc cũng không thể không thừa nhận nếu là nam tử khác giật tấm mạng thì có lẽ nàng đã đâm kiếm ra rồi nhưng là lâm động thì hành động khiến nàng có thể động sát tầm lại chỉ có thể khiến nàng giận dữ và ngượng ngùng. Làng Thanh Trúc vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạp, điểm này đã được thể hiện ngay lần đầu gặp mặt vào nhiều năm trước. Nhưng lần đó nàng là niềm tự hào của cửu thiên thái Thanh Cung còn lâm động chỉ là người của một phân gia tông tộc ở một vương triều cấp thấp, bất luận về địa vị hay thực lực, khoảng cách giữa họ cũng là một trời một vực. Năm đó trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc vốn định dùng một kiếm giết chết kẻ đã hủy hoại sự trong trắng của mình nhưng ánh mắt sáng ngời và nhiệt huyết của hắn đã khiến nàng không thể hạ thủ lúc đó nàng đã biết người thanh niên nhìn có vẻ yếu đuối này đã mang trong mình sự cố chấp và nhẫn nại không ai sánh kịp nàng cũng biết mình đã trở thành mục tiêu phấn đấu theo đuổi của hắn hơn nữa nàng cũng biết để đạt đến mức này hắn đã phải nỗ lực đến thế nào thế là vì ngày ấy người thiếu niên non nớt đó đã bắt đầu phấn đấu trên con đường đầy trông gai vết thương đầy người cũng chưa từng hối hận có điều có lẽ nàng khi ấy không thể ngờ vào một ngày nhiều năm sau, người thiếu niêm yếu đuối kia lại đứng trước mặt mình, dùng tấm lưng rộng kia chặn hết phong ba bão táp mà nàng không thể chống đỡ được. Tâm trạng sôi trào, hồi ức xa xưa bỗng ồ ạt đổ về, đôi mắt lăng thanh chút cuối cùng trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai lâm động. Cẩn thận đấy! Trước bao ánh mắt căng thẳng của đệ tử cửu thiên thái thanh cung và anh nhìn lạnh lùng của cường giả nguyên môn, lâm động chậm rãi bước ra, cuối cùng dừng lại chỗ mặt đất vỡ vụng, ngừng lên nhìn lục phong. Khói miệng nhướng lên cười đầy sáp ý. Ngươi là ai? Chuyện của nguyên môn ta ngươi cũng dám nhúng tay vào. Lục phong sắc mặt tối tăm nhìn lâm động, nói. Ta đến để đánh lũ cầu nguyên môn các ngươi. Lâm động lắc đầu cười. Ánh mắt lục phong loé hàn quang, định lên tiếng thì mấy trưởng lão nguyên môn bay tới bên cạnh. Đại trưởng lão, hình như hắn chính là lâm động của đạo tông. Ô, oh. lục phong hơi ngạc nhiên, quan sát lâm động một lượt rồi cười chế nhạo. Ta đang nghĩ là ai? thì ra là con chó đã bị nguyên môn ta đuổi khỏi đông huyền vực thế nào lang thang bên ngoài ba năm giờ lại lén lút trở về hả năm đó ta đã nói rồi sẽ tiêu diệt nguyên môn lâm động cười dựa vào ngươi lục phong cười khẩy bà con lão cầu đó còn sống chứ nụ cười dần ta đi trên gương mặt lâm động ánh mắt hắn lạnh băng nhìn lục phong tiểu tử ngươi muốn chết hả một trưởng lão nguyên môn đại nộ sát ý bùng phát thân hình lướt tới nguyên lực hùng hồn cuộn trào thành thế vô cùng kinh người hắn toàn lực tung ra một quyền đầy hung hãn về phía lâm động một quyền tung ra trên mặt đất lập tức toát ra một khe nứt lớn thế nhưng đối mặt với công thế hung mãnh đó ánh mắt lâm động không hề có chút dao động đến khi công thế đến ngay trước mặt rồi hắn mới khẽ đưa bàn tay ra dầm một quyền đủ để phá hủy cả ngọn núi đánh lên trưởng của lâm động nhưng khi mọi người đợi đợt sóng xung kích khoách tán ra thì lại kinh ngạc phát hiện thân ảnh lâm động thậm chí không rung lên chút nào bàn tay hắn khẽ bao lấy quyền của trưởng lão nguyên môn bàn tay đó tựa hắc động không đáy thôn vệ công kích cuồng bạo hả trưởng lão nguyên môn thấy vậy sắc mặt biến đổi một cảm giác bất an trào dâng nhưng khi hắn định rút lui thì ánh mắt lạnh lùng của lâm động cuối cùng đã nhìn về phía hắn lâm động bước ra nửa bước một bàn tay giống như xuyên qua không gian chạm vào đầu trưởng lão nguyên môn ánh mắt lóe hung quang kinh lực trào dâng hắn ấn mạnh xuống bùm thân thể nguyên lão nguyên môn bỗng chốc phình to rồi bùm một tiếng nổ thành đám huyết vụ một đạo hắc quang bay ra tiếng kêu thảm thiết vang lên định trốn chạy như một bàn tay đã xuyên qua đám huyết vụ tóm lấy không hề có ý định nương tình bóp nát đạo nguyên thần đó chỉ trong mấy giây mà một siêu cấp cường giả truyền luân cảnh đã bị giết thủ đoạn dứt khoát hung hãn như vậy so với lăng thành trúc trước đó quả thực cao hơn một bậc cái này đệ tử cửu thiên thái thanh cung vẫn đang chăm chú cuộc giao đấu đều trố mắt nhìn thân ảnh gầy gò kia như thấy quỷ lăng thanh trúc đạt đến mức độ kia la nhờ tiếp nhận truyền thừa của cung chủ nhưng lâm động mất tích ba năm khi quay về lại khủng bố đến vậy lâm động đại ca thật mạnh tô nhu kéo tay lăng thanh trúc gương mặt đầy vẻ kích động ánh mắt lăng thanh trúc đầy phức tạp nhìn lâm động trong lòng thầm cảm thán bao năm rồi cuối cùng hắn cũng vượt lên có điều đạt được trình độ này chỉ trong ba năm rốt cuộc hắn đã trải qua những gì từ ngày ngươi đi ta vẫn tin rằng ngươi sẽ quay về và hôm đó bầu trời đông huyền vực sẽ không thể che mắt ngươi được nữa lăng thanh trúc nửa như cười nửa như không khiến tô nhu sững người còn ai muốn lên nữa lâm động cười đập đập tay rồi nhìn những trưởng lão nguyên môn còn lại ba lão cẩu kia không đến sao lục phong ánh mắt tối lại nhìn lâm động nụ cười khẩy đã không còn nữa giải quyết một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đến hắn cũng cảm thấy khó rõ ràng kẻ trước mặt đây không phải đệ tử đạo tông năm xưa bị nguyên môn ép đến đường cùng nữa xem ra trong ba năm ngươi cũng mạnh lên không ít có điều chỉ dựa vào điều đó mà muốn diệt nguyên môn ta thì e là ngươi ngây thơ quá lục phong sắc mặt tối tăm nói ta biết đám xúc sinh các ngươi đã có quan hệ với dị ma nhưng không sao dù là nguyên môn hay dị ma thì ta cũng phải thanh trừ cho tử tế lâm động cười nhạt ngươi biết dị ma đồng tử lục phong co lại thực lực nguyên môn tăng mạnh như vậy chẳng phải nhờ dị ma ngầm tương trợ sao nếu không các ngươi đừng mơ có thể làm càn ở đông huyền vực lâm động lắc đầu cười nhạo rồi nhìn lục phong nói ngay cả ngươi ma khí trong cơ thể cũng rất vượng xem ra đã bị ma khí xâm thực không phải trong thời gian ngắn nguyên môn các ngươi đúng là lũ đốn mạt lại vào hùa với bọn dị ma không thể để lại ngươi đại nguyên thiên trảm sát ý kinh người bùng nổ ma khí hội tụ phía sau lục phong tung trường Ma khí biến thành một đạo đao quang nghìn trượng điên cuồng chém xuống. Lần ra tay này của Lục Phong hiển nhiên đã vượt xa thực lực, nhưng trưởng lão khác, đệ tử cửu thiên thái thanh cung ở phía sau thấy thế cũng đại kinh. Đao quang chém xuống, không ra bị chém tách đôi, nhưng vẻ mặt Lâm Động vẫn lạnh lùng, đến khi đao quang sắp đến nơi, thì trên đỉnh đầu hắn bỗng xuất hiện một cái hắc động khổng lồ. Phụt. Đao quang chém xuống hắc động, một âm thanh trầm đục vang lên, rồi không còn động tĩnh gì nữa, hắc động xoay chuyển rồi biến mất mọi thứ đều rất quỷ dị. Cái này, Lục Phong cũng giật mình, nhìn Lâm Động chằm chằm. Đó là thôn vệ lực, người có thôn vệ tổ phù. Lâm Động cười, chỉ đưa bàn tay về phía Lục Phong rồi nắm lại. Vút. Đúng lúc đó, Lục Phong biến thành một đạo tàn ảnh lùi nhanh về phía sau, nhưng khi vừa lùi thì không gian xung quanh hắn bỗng nhiên biến dạng, thôn vệ lực bùng nổ, lực kéo đáng sợ, khiến không gian bị bao bọc vỡ vụn. Bùm. Hắc động xoay chuyển mạnh mẽ, bên trong vọng ra một tiếng rên nhẹ nhưng rồi một luồng nguyên lực kinh người bạo phát hắc động bị phá vỡ lục phong loạn trọng bay ra tuy chiêu này từ võ học của thôn vệ chủ có uy lực không tồi nhưng lục phong cũng chẳng phải loại dễ nhằn dù có chịu chút thua thiệt nhưng lão vẫn chưa bị lâm động một đòn giết chết người quả nhiên có thôn vệ tổ phù lục phong lúc này đã chắc chắn thứ thôn vệ chủ riêng có đó thế gian này không thể mô phỏng được lâm động cười hắn cũng không phản bác Giờ hắn không còn phải như trước đây thận trọng che giấu bí mật về thôn vệ tổ phù nữa, thực lực mạnh, mẽ đã đủ cho hắn tự bảo vệ mình. Nhưng người có thôn vệ tổ phù thì sao? Lão phu sợ người chắc. Gương mặt lục phong trở nên biến dạng, hắc quang trong mặt thêm đậm đặc tà ác, lão bước ra, ma khí cuồn cuộn biến thành một đạo ma ảnh hàng nghìn trượng ở phía sau. Thiên nguyên ma quyền Lục phong gầm lên, lúc này hắn đã nâng sức mạnh lên mức cao nhất, lâm động đã khiến lão cảm nhận được một sự nguy hiểm lớn lao lục phong lùi nhanh về sau chui vào trong ma ảnh trên gương mặt mơ hồ của ma ảnh bắn ra hai đạo huyết quang cựu quyền vung lên cùng với sức mạnh khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa rồi nhắm thẳng tới lâm động rầm rầm công thế còn chưa xuống thì quyền phong đáng sợ đã khiến mặt đất dung chuyển biến dạng cả hòn đảo bị chấn động nhanh chóng rơi xuống khiến mọi người đều đại kinh thất sắc lâm động ngẩng lên trong mắt phản chiếu hình ảnh ma quyền ngày một lớn dần hắn chậm rãi đưa tay ra chỉ thấy hắc lôi quang lấp lánh cánh tay phải của hắn dần bị dịch thể hóa hắc lôi quang không ngừng tỏa sáng thấp thoáng có thể thấy hai đạo phủ văn hiện ra lâm động trước đây chỉ có thể dùng hai tổ phủ dịch hóa ngón tay nhưng giờ thực lực đã được nâng lên cả cánh tay đều biến được sát thương lực đương nhiên sẽ lên tầm cao mới ân oán với nguyên môn đòi lại từ lão cầu ngươi trước vậy dầm lâm động dẫm mạnh chân xuống thân hình biến thành một đạo lưu quang xông thẳng về phía ma quyền chứ không hề có ý tránh né đệ tử cửu thiên thái thanh cung nhìn thấy vậy lập tức kinh hãi che miệng lại ngay tôi nhu cũng hiện vẻ lo lắng chỉ có lăng thanh trúc là có thể coi là bình tĩnh chỉ là bàn tay đã không kìm được mà siết chặt vút hai đạo ánh sáng lướt qua bầu trời rồi đâm sầm vào nhau trước bao ánh mắt chăm chú nhìn cả trời đất rung chuyển dữ dội âm xung kích lực khó lòng hình dung tạp nên từng đợt gợn sóng nhanh chóng khuếch tán trên bầu trời dưới sự xung kích ấy cả không gian như bị biến dạng triệt đề mọi ánh mắt nhìn chăm chăm về nơi tạo nên luồng năng lượng xung kích ấy đệ tử cửu thiên thái thanh cung đều siết chặt nắm đấm lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi lăng thanh trúc cũng gắn chặt hướng nhìn phía đó một lúc sau bỗng thấy nơi đó bỗng bắn lên một đạo ánh sáng ma quyền khổng lồ đã bị tia sáng đó đánh tan tành vút ánh sáng lướt qua đâu ma quyền vỡ vụn đến đấy không gian méo mó rồi tia sáng lao thẳng về phía ma ảnh Giao. ma ảnh kia hiển nhiên cũng cảm nhận được sự lợi hại của tia sáng nó gầm lên chỉ thấy ma khí tụ lại phía trước thành một đạo quang trận ma khí khổng lồ. Thế nhưng tia sáng kia vẫn không hề giảm tốc độ, ngay sau đó hắn đã xuất hiện phía trước quang trận, cánh tay biến thành dịch thể hắc lôi giống như thanh kiếm sắc bén oanh kích lên Kuna trận ma khí. Dầm! Âm thanh trầm đục vang lên trong không trung, chỉ thấy vô số hắc quang bắn ra từ cánh tay lâm động, điên cuồng oanh kích lên quang trận. Lâm động, người chỉ có thế thôi sao, chút bản lĩnh này mà đòi báo thủ ba vị trưởng giáo nguyên môn ta, không biết lượng sức mình hai bên giằng co nhau, ma ảnh gầm thét, lục phong cười lớn. người vui mừng hơi sớm quá đấy. lâm động lạnh lùng nhìn ma ảnh, bàn tay tựa dịch thể của hắn bỗng nắm lại. hai đạo phù văn xuất hiện, rồi đan xen vào nhau. hắc lôi quang lập tức bùng phát chói lòa. bùm, cánh tay lâm động thu về, ngay sau đó lại lập tức tung ra đánh mạnh lên quang trận ma khí. sắc sắc, lần này tầng phòng ngự của quang trận hoàn toàn mất tác dụng, cánh tay lâm động xuyên thủng quang trận, rồi xé toạc nó ra. Ngươi! Tầng phòng ngự bị phá vỡ, lâm động thất kinh kêu lên. Không thể ngờ tầng phòng ngự, hắn dùng toàn lực tạo ra lại không thể chặn được lâm động. Xoẹt! Lâm động không cho hắn một cơ hội để thở, thân hình di chuyển ngay tới trước ma ảnh, một quyền tung ra, một đạo hắc lôi quang tựa dịch thể bắn ra từ nắm đấm của lâm động. Chùm hắc lôi quang giống như đạo lưu tinh lóe qua bầu trời đánh thẳng lên ma ảnh. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, chùm hắc lôi quang xuyên thủng qua ma ảnh. Ma khí trào ra, rồi ma anh dần nhạt đi thân ảnh lục phong lại xuất hiện trước tầm mắt mọi người chỉ có điều lúc này trước ngực lão là một cái huyết động sâu hoắm sắc mặt trắng bệch ánh mắt đầy vẻ kinh hãi ngươi lục phong nhìn lâm động lão không thể ngờ được đã dốc toàn lực mà lại thua trong tay lâm động nhanh chóng như vậy sao có thể như vậy lục phong lầm bầm lão là cường giả đã chạm tới luân hồi chỉ cần không gặp cường giả đình phong luân hồi cảnh thì lão sẽ không thể bại nhưng lúc này trận chiến chưa được bao lâu mà lão đã thất bại hoàn toàn, điều này khiến lão không thể chấp nhận nổi. Lâm động đại ca thắng rồi, mấy người tô nhu ở phía sau thấy vậy không kìm được thốt lên mừng rỡ, trong ánh mắt họ cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực lục phong họ đã được chứng kiến tận mắt, thậm chí ngay cung chủ cửu thiên thái thanh cung của họ cũng bại trong tay lão. Không ngờ cường giả như vậy cũng không phải đối thủ của Lâm động. Xem ra nguy cơ của cửu thiên thái thanh cung cuối cùng cũng được hóa giải rồi. Làng thanh trúc cũng dần thả lòng nắm đấm, bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Đại trưởng lão không sao chứ? Từ trong trận doanh nguyên môn có ba quang ảnh bay đến bên cạnh lục phong, thấy thương thế của lão tất cả đều chấn kinh. Bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh YouTube di các phim. Lục phong nghiến răng, lắc đầu, rồi lão vung tay gầm lên. Tất cả đệ tử nguyên môn nghe lệnh, huyết tẩy cử thiên thái thanh cung. Ba người cùng ta chặn tên tiểu tử, tử đó lại. Lục phong nhìn ba trưởng lão còn lại nói: Sau lần chịu thiệt thòi này, lão không dám một mình đối chiến lâm động nữa. Rõ tất cả đệ tử nguyên môn đồng thành hô vang hắc quang tà ác dâng lên trong mắt sát khí đậm đặc bùng phát rồi xông về phía đệ tử cửu thiên thái thanh cung lăng Thành trúc thấy nguyên môn lại tấn công sắc mặt bỗng chốc lạnh tanh nhưng khi nàng định ra tay thì lâm động cười nhạt phẩy tây ia rồi nói người của nguyên môn đã bị ma khí xâm thực giết hết đi vút 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 ngay khi lâm động dứt lời từ phía xa bỗng vang lên tiếng gió rít rồi một vài thân ảnh xuất hiện phía trên khoảng trời chỗ đệ tử cửu thiên thái thanh cung một đám bại hoại, câu kết với dị ma, chết cũng không đáng tiếc. Mấy thân ảnh đó vừa xuất hiện thì những luồng khí tức mạnh mẽ cuộn trào, nguyên lực hùng hồn biến thành vô số tấm màn ánh sáng bảo vệ đệ tử cửu thiên thái thanh cung ở bên trong. Khí tức mạnh mẽ thật, những người này đều là cường giả của đạo tông sao. Tô Nhu Trấn Kinh nhìn lên mấy thân ảnh vừa xuất hiện, nàng có thể nhận thấy những người kia không ai là yếu hơn cung chủ cửu thiên thái thanh cung cả. Một vài người rất lạ, có lẽ không phải cường giả ở đông huyền vực có lẽ là cường giả lâm động đưa từ ngoài về Lăng thanh trúc nhớn mày rồi lắc đầu nói cường giả lâm động đại ca đưa về tôi nhu giật mình những cường giả như vậy ở đâu cũng là đại nhân vật lâm động đại ca lại mời được họ về xoạt xoẹt đó đương nhiên là bọn tiểu điêu trúc lê cùng về với lâm động họ vừa hiện thân là nhìn về đám đệ tử nguyên môn rồi ngay lập tức tung trường công thế cùng nguyên lực hùng hồn khiến đệ tử nguyên môn ngã nhào không thể tiến thêm nửa bước đây là Bọn Lục Phong thấy thế, sắc mặt kịch biến, kinh hãi nhìn những cường giả khí tức kinh người phía sau lâm động. Tại trưởng lão, lâm động lại có nhiều cường giả như vậy. Một trưởng lão nguyên môn kinh hãi, hắn có thể nhận thấy sự nguy hiểm từ những người kia. Giờ chúng ta phải làm gì? Một trưởng lão khác vội hỏi, tình hình lúc này dường như chúng đã mất hết ưu thế. Ánh mắt Lục Phong thay đổi nhanh chóng, cuối cùng nghiến răng. Rút lui. Lâm động, ngươi cứ đợi đấy, đến khi ba vị trưởng giáo của bọn ta xuất quan, đạo tông các người chết chắc lục phong gầm lên rồi quay người rút lui nhìn bộ dạng như không thèm quan tâm cả đệ tử nguyên môn nữa đã đến rồi sao lại đi nữa lâm động cười nhạt nhưng khi lục phong mới rút lui được mấy nghìn trượng thì đột nhiên cảm giác không gian như lạnh đi bầu trời có tuyết rơi đầy không hay rồi lục phong thấy thế sắc mặt biến đổi vội ngẩng lên thì thấy trên đỉnh núi phía xa có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi cây tùng mái tóc lam nhạt buông xóa Đôi mắt màu lam mang luồng hàn khí còn lạnh lẽo hơn hoa tuyết. Đó là Ứng Hoan Hoan của Đạo Tông. Mấy người bọn Lục Phong đều là cường giả đỉnh cao của nguyên môn, trong cuộc chiến với Đạo Tông thời gian qua, cũng đã nghe đến nhân vật cường hãn mới xuất thế của Đạo Tông, nên cũng nhận ra ngay. Ứng Hoan Hoan liếc nhìn chúng, rồi chậm rãi đứng lên, chân bước trên không, dưới chân hình thành vô số đóa băng liên, sau đó nàng điểm một ngón tay vào không trung. Băng Phong chi tường hoa tuyết ngưng tụ điên cuồng rồi hóa thành bốn bức tường thông thiên quanh bốn người bọn lục phong phong tỏa mọi đường lui của chúng rầm rầm bốn bọn chúng thấy vậy vội vàng phát ra vô vàn đạo công thế nhưng vẫn không thể phá vỡ bức tường băng lâm động lướt một cái xuất hiện bên trên tường băng sắc mặt lạnh lùng nhìn bốn kẻ bị vây khốn hắn nắm tay lại một tấm bia đá cỡ nhỏ xuất hiện chính là đại hoang vu bi yên tâm rất nhanh ba lão cổ đó sẽ theo các ngươi thôi lâm động lạnh lùng nói rồi hắn vung tay đại hoang vu bi bay lên biến to thành nghìn trượng bên dưới lan tỏa những luồng dao động với áp lực mạnh mẽ ma khí cho người bốn kẻ kia cuống cuồng trốn tránh huỳnh tấm bia đá khổng lồ rơi xuống cả không gian như không chịu nổi sức nặng ấy mà phát ra âm thanh răng rắc trưởng giáo cứu bọn ta ánh mắt bọn lục phong đầy kinh hãi lão gào lên thảm thiết dầm ngay khi lão vừa dứt lời thì cả bầu trời nhanh chóng biến dạng một cái tay khổng lồ đột nhiên thò ra từ trong không gian đấm mạnh lên bức tường băng định cứu bốn kẻ kia ra. Cuối cùng không nhịn được nữa sao, lão Cẩu Nguyên Môn. Ánh mắt Lâm Động lóe hàn quang, giọng nói lạnh băng băng vang lên. Đại thủ màu bạc xuyên qua không gian đánh tan bức tường băng, rồi tóm về phía bọn Lục Phong, dường như muốn cứu chúng trước khi Lâm Động hạ sát thủ. Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại thủ khổng lồ đó, dường như hắn không bất ngờ mấy đại hoang vu bi lại phình to rồi chuyển hướng đè xuống bán tay khổng lồ kia hư dường như nhận ra hành động của lâm động từ trong không gian bị vỡ vọng ra một tiếng hử lạnh đại thủ khổng lồ lật ngược lại đập thẳng lên đại hoang vu bi dầm không gian bị chấn động vỡ tan năng lượng xung kích cuồng bạo lan tỏa bốn người bọn lục phong ở gần đó đều hộc máu tươi Uy uỳnh đại hoang vu bi rung lên dữ dội từng đợt sóng khuếch tán ra xung quanh nhưng đại thủ cũng rất khủng bố đỡ được sự chấn áp của đại hoang vu bi tuy nó cũng không ngừng run lên nhưng vẫn chưa bị đại hoang vu bi chấn áp băng phụng chấn ma tỏa từ phía xa cậu nói lạnh lùng mang đầy hàn khí vang lên băng tuyết ngưng tụ thành mười con phượng hoàng băng khổng bay xung quanh đại thủ những chiếc đuôi lớn biến thành những sợi xích băng hàn quấn chặt lấy đại thủ hàn khí kinh người tỏa ra từ sợi xích khói trắng bốc lên từ đại thủ kia từng lớp băng bắt đầu lan ra hàn khí khiến uy lực của đại thủ giảm mạnh đại hoang vu bi lập tức rơi xuống chấn áp được nó xoẹt nhưng ngay khi ấy ngân quang đột nhiên lóe sáng không gian biến dạng đại thủ biến mất uyên đại hoang vu bi rơi xuống nhưng rơi vào hư không mặt đất phía dưới bị chấn động vỡ tan tành lâm động thấy vậy cho mày bàn tay kia biến mất quá quỷ dị hơn nữa hắn còn không nhận ra nó đã biến mất thế nào mấy người trúc lê ở phía xa cũng đang chăm chú nhìn về hướng này ánh mắt đầy ngưng trọng cẩn thận đúng lúc ấy ứng hoan hoan hô lớn lâm động lập tức cảm nhận được hàn khí đang ập tới biến thành một bức tường bằng phía sau hắn dầm ngay khi tường băng hình thành không gian đột nhiên vỡ ea một bàn tay màu bạc hung hăng đánh xuống một quyền phá vỡ tường băng nhưng nhờ một giây đó lâm động cũng nhanh chóng tránh được công kích bàn tay ấy đánh hụt thì lại lập tức biến mất lâm động thấy cảnh tượng quỷ dị đó đồng tử co lại vừa rồi hắn cảm nhận thấy một luồng năng lượng kỳ lạ nào đó chuyện gì vậy ứng hoan hoan xuất hiện bên cạnh lâm động ánh mắt đầy nghi hoặc. Lâm Động lắc đầu, rồi cười khẩy. Để ta xem ngươi làm trò quỳ được bao lâu. Hoan hoan, ta giải quyết mấy tên này, muội chú ý xung quanh. Bàn tay này đã quỷ dị thì Lâm Động sẽ ép hắn phải hiện thân. Lâm Động biến thành đạo ánh sáng lao vút về phía bọn Lục Phong, sát khí kinh người bùng phát xung thiên. Bọn Lục Phong thấy thế, thế sắc mặt đại kinh, cuống cuồng rút lui, nhưng Lâm Động không hề cho chúng cơ hội phản kháng, bạch quang ôn hoa hòa chào dâng bao trùm lấy bọn chúng. Chúng kinh hãi, khi nhận ra ma khí trong cơ thể dần tiêu tan, đặc biệt là Lục Phong, thương thế càng như sát muối vào vết thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hừ. Lâm Động cũng không khách khí, vung tay lên, Đại Hoang Vu Bi lại bay tới, ánh sáng từ đáy tấm bia ngưng tụ lại. Đại Hoang Vu Bi cùng bóng đen nặng nề đè xuống bốn người Lục Phong, nhưng khi Đại Hoang Vu Bi sắp đè xuống, thì không gian cách bốn kẻ đó không xa đột nhiên biến dạng. Lại đến sao? Ánh mắt Lâm Động lập tức lóe hàn quang, nhanh như chớp, hắn xuất hiện bên trên đại hoang vu bi tử kim quang bùng nổ từ trong người vô số con tử kim long quấn quanh người hắn tỏa ra thứ long uy vô cùng thuần chính Giáo tiếng long ngâm vang vọng có đến ba nghìn con tử kim long biến thành một bàn vuốt rồng hàng nghìn trượng xé tan không gian oanh kích lên bàn tay xuất hiện một cách quỷ dị kia dầm âm thanh vang vọng như sấm rền vang vọng khắp không gian dù cách xa hàng trăm dặm cũng nghe thấy rõ ràng lần này đại thù bị đánh lui ngân quang cũng tối đi phần nào rõ ràng đã chịu thiệt thòi trước sự tấn công lần này của Lâm Động. Không biết ngươi là con nào trong ba lão cổ nguyên môn? Lâm Động nhếch mép. Ngươi tưởng ta là của ba năm trước sao? Bản thể không xuất hiện mà muốn cướp người khỏi tay ta. Đúng là tiểu tử khó nhằn, năm đó bản tọa đã nghĩ ngươi sẽ là một rắc rối, không ngờ lại thành sự thực. Một giọng nói vọng ra. Nếu ngươi không dám hiện thân thì hãy để ta hủy diệt thứ đồ chơi này đi. Lâm Động xông tới cũng bàn vốt tử kim long khi lâm động đang ra tay hỉ ứng hoan hoan cũng xuất hiện phía trước bốn người bọn lục phong bàn tay nàng khẽ rung băng tuyết biến thành vô số sợi lướt trong hư không rồi xuyên qua bốn người bọn chúng xác xác băng xích xuyên qua chỉ thấy từng tầng băng lạnh nhanh chóng hiện lên trên bề mặt xa của chúng chưa kịp phản ứng gì thì băng đã bao phủ toàn thân bề mặt còn có phủ văn lấp lánh phong ấn chúng lại ứng hoan hoan và lâm động cũng có chút tâm ý tương thông lúc này lâm động đang toàn lực đối phó với một trong ba kẻ đứng đầu nguyên môn vì thế nàng cũng quyết đoán ra tay bắt gọn bốn tên bọn lục phong để tránh việc đại thủ xuất quỷ nhập thần cứu người lúc nào không biết vút vút mấy người trúc lê và tiểu điêu cũng nhanh chóng lao tới họ nhìn cuộc giao đấu của lâm động với bàn tay đó cũng thấy lo lắng từ xa mà đấu được với lâm động như vậy xem ra kẻ ở trong bóng tối cũng có thực lực khủng khiếp chưa biết chừng đã đạt đến cảnh giới luân hồi cảnh bùm bùm mỗi lần đâm vào nhau là bàn vuốt tử kim long và đại thủ lại tạo ra từng trận kình phong cuồng bạo không gian vang lên từng trận âm thanh đinh tai nhức óc ta đã nói rồi lão cẩu nguyên môn muốn đối phó với ta thì hiện chân thân đi chơi mấy trò này thì quá nực cười thế nhưng chẳng có kẻ nào đáp lại đại thủ vẫn công kích ngày càng mạnh mẽ mắt lâm động lóe lên hàn quang không nương tay nữa chỉ thấy hắn lướt đi rồi xuất hiện ngay trên đại thủ hai trường đánh xuống phụt phụt hắc quang và lôi quang giống như tấm mạng nhện đột nhiên khoách tán từ lòng bàn tay hắn chỉ trong chốc lát đã bao phủ xung quanh đại thủ thôn phệ lực và lôi đình lực cuồng bạo trào dâng tiêu hủy thứ năng lượng kỳ lạ ẩn tàng bên trong đại thủ phá lâm động dậm mạnh chân đại thủ xuất hiện vết dạng ánh sáng tỏa ra đại thủ biến thành chấm sáng rồi tiêu tan khi đại thủ bị đánh tan không gian phái trước có chút biến dạng lâm động dường như đã nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đang ngồi xếp bằng trong đó tuy lâm động không nhìn rõ được thân ảnh đó nhưng hắn biết chắc chắn đó là một trong ba kẻ đứng đầu nguyên môn lâm động hôm nay coi như người có bản lĩnh con chó nhà có tăng năm đó cũng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Người muốn báo thủ chứ gì? Ha ha! Vậy hãy đến nguyên môn. Ba người bọn ta đang đợi người. Muốn hủy diệt nguyên môn thì phải xem ngươi có tư cách không? Không gian đó nhanh chóng biến mất. Thân ảnh kia cũng tan biến một cách quỷ dị, không gây ra chút sao động năng lượng nào. Lâm động siết chặt tay, trong mắt hiện đầy sát ý. Huynh cảm nhận được không? Ứng hoan hoan xuất hiện ở bên cạnh, nàng nhìn không gian vừa biến mất, đột nhiên hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu. Thấy, hắn vừa dùng năng lượng của tổ phù, trong tay nguyên môn lại có một đạo tổ phù. Ứng hoan hoan nhớn mày, khẽ nói. Nếu muội đoán không nhầm, thì có lẽ đó là không gian tổ phù, thứ khiến người ta khó nắm bắt nhất trong bát đại tổ phù. Không gian tổ phù à? Lâm Động lầm nhầm, xem ra mấy năm nay nguyên môn cũng ẩn tàng khá kỹ, không ngờ thứ tổ phù ít người biết đến đã rơi vào tay chúng. Lâm Động trên bầu trời, có vẻ mặt khá trầm tư, không gian tổ phù đột nhiên xuất hiện rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn việc nguyên môn câu kết với dị ma là không còn nghi ngờ gì nữa nếu đã vậy ba kẻ đứng đấu nguyên môn làm thế nào lại khống chế được không gian tổ phù lâm động lầm nhầm thường thì tổ phù có tính khắc chế rất mạnh đối với dị ma chỉ cần trong cơ thể có ma khí thì chắc chắn tổ phù sẽ phản kháng chứ chưa nói đến việc bị khống chế giao động năng lượng vừa rồi lâm động cảm chi thấy rất rõ đó chính xác là năng lượng của tổ phù hơn nữa nhìn cái đại thủ đó có thể tùy ý xuyên qua không gian như vậy cũng chỉ có không gian tổ phù là làm được nếu không dù là cường giả bước vào lh cũng khó lòng xuyên qua không gian mà không để lại bất cứ dấu vết gì như vậy ứng hoan hoan cũng lắc đầu trao mày rõ ràng nàng cũng không rõ lắm rốt cuộc nguyên môn dùng thủ đoạn gì mà thao túng được không gian tổ phù thôi mặc kệ chúng dùng thủ đoạn gì thứ thần vật như vậy không thể để rơi vào tay chúng được ứng hoan hoan gật đầu rồi nàng bỗng nhìn về phía xa ngón tay khẽ gạt lọn tóc xõa bên tai lên sắc mặt có phần khó hiểu đích đến của ánh nhìn ấy cũng là một nữ tử tuyệt sắc dường như sinh ra nhờ hội tụ thiên địa linh khí lâm động cũng nhận ra ánh mắt ấy gương mặt vừa rồi đối diện với nguyên môn không hề động dung mà giờ đã có chút thiếu tự nhiên quan hệ giữa ba người đúng là có phần khó nói giữa lâm động và lăng thanh trúc là mối quan hệ xác thịt rất nhìn năm trước nguyên nhân lớn nhất khiến lâm động đi ra từ một vương triều đại viêm nhỏ bé đó là muốn theo đuổi nữ tử kia lăng thanh trúc kiêu ngạo nhưng lâm động cũng cố chấp năm đó ta phải ngưỡng vọng nàng vậy thì ta sẽ vượt qua nàng về lăng thanh trúc hắn không thể không thừa nhận tận sâu trong trái tim hắn có khát vọng chinh phục nàng dục vọng này đã được gieo mầm từ hồi trên đỉnh núi ấy dưới khát vọng ấy còn có sự bá đạo của nam nhân hắn không thể tưởng tượng được nếu lăng thanh trúc dựa vào lòng một nam nhân khác thì liệu hắn giữ được bình tĩnh vốn có không còn ứng hoan hoan thì sau này hắn mới gặp đối mặt với sự hy sinh và chờ đợi của cô gái này Lâm Động dù có lòng dạ sắt đá thế nào cũng không thể làm như không biết, từng cảnh tượng ở dị ma thành, đến nay vẫn còn để lại trong hắn vị chua sót. Cô thiếu nữ hoạt bát nhí nhảnh hồi đó, có thể nói là vì hắn mà trở thành một mỹ nhân lạnh lùng. Sự thay đổi tính cách này rốt cuộc phải trải qua những nỗi đau thế nào, có lẽ ngay ứng hoan hoan cũng không thể đếm hết được. Cả hai người đều ưu tú, không ai có thể phủ nhận. Một là đệ tử ưu tú nhất của cửu thiên thái thanh cung trong bao năm qua, người kia lại là chuyển thế của băng chủ. Hai nữ tử gặp nhau, muốn ai đó chịu nhún nhường là chuyện không thể. Mà đây cũng là điều khiến Lâm Động thấy đau đầu thêm nhiều lần. Giết! Khi Lâm Động đang thất thần vì chuyện này, thì tiếng hô giết từ phía dưới vang lên. Chỉ thấy đệ tử cửu thiên thái thanh cung đang xông về phía đệ tử nguyên môn. Đệ tử nguyên môn mất đi các trưởng lão, thì sĩ khí đã mất hết. Đối diện với sự truy sát của đệ tử cửu thiên thái thanh cung, thì kêu gào thảm thiết. Lúc này thì không thể nói cái gì là tàn nhẫn cả. Nguyên môn phát động chiến tranh thì phải trả giá. Uống hồ đệ tử nguyên môn đã bị ma khí xâm thực, để lâu e là sẽ bị ăn mòn lý trí, trở thành dã thú hình người chỉ biết giết chóc. Tiếng chém giết kéo dài một lúc lâu, khắp núi đều là thi thể đệ tử nguyên môn. Một số kẻ sống sót được cũng bỏ trốn trong thê thảm. Lâm động đại ca, tô nhu ở phía xa vẫy tay với Lâm động, gương mặt đỏ hồng lên vì phấn khích. Lâm động thấy vậy cũng tiến lại phía đó, phía sau ứng hoan hoan hơi do dự rồi căn môi theo phía sau hắn. Lâm động đại ca. Huynh không bị thương chứ?" Tô Nhu vội vàng nhìn quay người Lâm động hỏi. Xung quanh lúc này còn có rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung, họ cũng nhìn Lâm động đầy hiếu kỳ, ánh mắt cũng tràn ngập sự cảm kích. Nếu không phải có mấy người Lâm động đến tương trợ, thì có lẽ Cửu Thiên Thái Thanh cung đã đi vào lịch sử của Đông Huyền vực rồi. Lâm động lắc đầu cười rồi nhìn Lăng Thanh Trúc phía sau, nàng nhận ra hắn đang nhìn thì hơi ngoảnh đi chỗ khác, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía ứng Hoan Hoan ở phía sau Lâm động. Ánh mắt hai nữ tử chạm nhau, không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc khí chất của cả hai lạnh lùng chỉ có điều ứng hoan hoan là do thể chất hàn khí quanh người vô cùng lạnh lẽo còn lăng thanh trúc thì là đến từ khí chất bên trong nàng bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim cả hai dù ở đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khi ở cùng nhau tại một nơi ánh sáng và sự lạnh lùng của cả hai dường như tạo nên cảm giác đối lập nhau cả khu vực dường như vào khí trường kỳ lạ của cả hai điều này cũng khiến đệ tử cửu thiên thái thanh cung cũng ngậm chặt miệng mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi không kìm được liếc nhìn lâm động ở giữa một vài người nhạy bén thì nhớn mày rồi lại nhìn lâm động với ánh mắt vừa khâm phục vừa thương hại tiểu điêu chúc lê đại trưởng lão cũng bay tới thấy không khí cổ quái này thì không kìm được bật cười nhìn lâm động đầy thích thú khụ không khí cổ quái cứ kéo dài mãi mà ứng hoan hoan và lang thanh trúc đều không nói gì cuối cùng lâm động đành hắng giọng một tiếng rồi nhìn về phía cửu thiên thái thanh cung có phần đò nát trầm mặc một chút nói cung chủ đâu sư phụ tọa hóa rồi ánh mắt như mặt hồ thu của lăng thanh trúc tối đi các trưởng lão cũng trọng thương cửu thiên thái thanh cung hiện giờ có thể nói là đại thương nguyên khí rồi lâm động khẽ thở dài đây cũng là chuyện bất đắc dĩ so với nguyên môn cửu thiên thái thanh cung đúng là khó lòng tạo nên trở ngại nếu hắn đến muộn một chút có lẽ cửu thiên thái thanh cung sẽ tổn thấy nghiêm trọng hơn nhiều lần này ta thay mặt đệ tử cửu thiên thái thanh cung cảm ơn ngươi và các vị bằng hữu đạo tông cùng với những tiền bối khác lăng thanh trúc khé nói hà hà việc nên làm thôi trúc lê đại trưởng lão lắc đầu cười thôi mấy người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện đi lão phu không chịu nổi cái không khí này rồi nói rồi trúc lê quay người bước đi mấy người tiểu điêu cũng cười rồi đê đệ tử cửu thiên thái thanh cung ở xung quanh cũng dần giải tán chỉ là ánh mắt tò mò vẫn không ngừng nhìn về phía này ứng hoan hoan thấy mọi người rời đi nhìn lâm động một cái rồi cười với lăng thanh trúc đưa tay ra nói đạo tông ứng hoan hoan ta nghĩ chúng ta đã gặp nhau rồi lăng thanh trúc tên tuổi hoan hoan cô nương có lẽ không ai trên đông huyền vực là không biết trên gương mặt tuyệt mỹ của lăng thanh trúc cũng nở nụ cười hiếm gặp nàng đưa tay khẽ nắm lấy tay ứng hoan hoan cả hai không ai muốn yếu thế trước mặt đối phương vậy hai người nói chuyện đi ứng hoan hoan không nói gì thêm chỉ nhìn lâm động giọng nói dịu dàng hơn nhiều xử lý xong việc rồi bọn muội về đạo tông trước muội đợi huynh nói rồi nàng quay người rời đi hoan hoan cô nương rất tốt với ngươi lăng thanh trúc nhìn bóng lưng của ứng hoan hoan trầm mọc một chút rồi đột nhiên nói nàng đã đến vương triều đại viêm mẹ ta nói từng gặp nàng lâm động cười nhìn lăng thanh trúc nói lăng thanh trúc gật đầu dường như rất bình tĩnh chỉ là gương mặt hơi ửng hồng nói vừa hay có việc cần đến vương triều đại viêm rồi thuận tiện đi thăm cha mẹ ngươi nàng nói có vẻ như rất bình tĩnh nhưng đôi mắt trước này rất ít khi dao động giờ lại có chút lúng túng vì cái cớ này thực sự rất khó khiến người khác tin được lâm động gật đầu cười mẹ ta hỏi lúc nào thì đưa các nàng về lăng thanh trúc trợn mắt rồi lông mày nhớn lên các nàng lâm động bỗng chốc thấy đầu mình to ra lăng thanh trúc mím môi rồi ngoảnh mặt đi ba năm không gặp người đã thay đổi rất nhiều lâm động cười ngẩng lên nhìn vầng dương đang xuống núi vì ta muốn trở về mà. Lăng Thanh Trúc trầm mặc, chỉ một câu nói cũng cho nàng hiểu được trong ba năm qua người thanh niên này đã phải bỏ ra những gì. Người ngoài chỉ thấy cuồng sáng khi hắn trở về chứ sao biết được để có sức mạnh như thế hắn đã phải trải qua bao lần sinh tử. Thật ra, ba năm trước người cũng rất lợi hại. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, trong đầu nàng hiện ra cảnh tượng ba năm trước, thân thể mỏng manh đầy máu, tay cầm trường thương, dù đối mặt với ba kẻ đứng đầu nguyên môn cũng không hề sợ hãi. Khí phách đó khiến vô số người phải động dung, bao gồm cả nàng. Lâm Động cười, rồi khẽ vươn vai, thở ra một hơi. Đã về rồi thì nên kết thúc mọi việc thôi. Người định thế nào? Lang Thành chúc nhận ra mùi tanh nồng trong ngữ khí của hắn. Lâm Động ngẩng lên, nhìn về vầng tàn dương màu đỏ máu, lạnh lùng nói. Ba ngày sau, tử chiến một trận với Nguyên Môn, kế hoạch tiêu diệt Cửu Thiên Thái Thanh cung của Nguyên Môn vì sự xuất hiện của bọn Lâm Động mà đã thất bại hoàn toàn, tuy Nguyên Môn thảm bại, nhưng Cửu Thiên Thái Thanh cung cũng trở thành một đống phế tích, cung chủ thì trọng thương tọa hóa, những trưởng lão còn lại cũng đều bị trọng thương, rõ ràng Cửu Thiên Thái Thanh cung hiện nay vô cùng yếu ớt. Nàng dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung cùng ta đến đạo tông đi, ở đây không thể ở lại nữa rồi, vạn nhất nguyên môn đánh lén nữa thì chắc chắn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung sẽ tử thương thảm trọng. Nghĩ đến việc Cửu Thiên Thái Thanh cung giờ không còn mấy khả năng tự bảo vệ nữa, Lâm động cũng dùng điều đó lấy ý kiến của Lăng Thanh Trúc. Điều này Nghe Thế Lăng Thanh Trúc cũng hơi do dự, nếu cứ thế đến đạo tông thì khó tránh khỏi cảm giác làm phiền người ta, tuy nàng biết đó là cách tốt nhất, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút kháng cự. Giờ nàng là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động nhìn nàng chậm rãi nói, Lăng Thanh Trúc nắm chặt tay, rồi khẽ gật đầu, nàng hiện giờ đúng là phải luôn luôn nghĩ cho đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, dù rằng vì thế mà phải chịu chút thiệt thòi. Nàng đi dặn dò mọi người trước đi. Lâm Động nhìn đống phế tích, khẽ thở dài chỉ trong mấy ngày mà một siêu cấp tông phái đã tan thành mây khối hẳn là trong lòng lăng thanh trúc cũng không dễ chịu gì nói rồi hắn quay người đi ngồi trên một mỏm đá nhìn lăng thanh trúc đi dặn dò đệ tử không khí có phần sao động huynh bảo họ đến đạo tông sao một luồng hàn khí thổi tới bên cạnh ứng hoan hoan cũng ngồi xuống cạnh hắn tay khẽ chống cằm nhìn đệ tử cửu thiên thái thanh cung đang thu dọn tàn cục ưm um. lâm động gật đầu cười nàng không để bụng chứ muội đâu có nhỏ nhen vậy ứng hoan hoan trợn mắt rồi nhìn đống phế tích lầm bầm thật ra muội rất hiểu nàng ấy vì trước khi huynh trở về cả đạo tông cũng do muội gánh vác cường giả nguyên môn nhiều vô kể ba kẻ đứng đầu từ đầu chí cuối chưa từng ra tay muội sợ một ngày mình thất bại bao nhiêu đệ tử đạo tông cũng sẽ rơi vào tình cảnh kia ba năm qua muội rất nhớ huynh nhưng cũng phải dốc toàn lực bảo vệ đạo tông ứng hoan hoan coi chân lên đặt cằm lên đầu gối gương mặt được bao quanh bởi hàn khí lúc này lại có vẻ yếu đuối khiến người ta xót xa muội sợ sẽ không đợi được huynh trở về hoặc là khi huynh về thì đạo tông đã bị hủy diệt còn muội cũng đã bị buộc thành một người khác lâm động giữ người nhìn cô gái bên cạnh mình trong ba năm qua hắn sống không dễ dàng ghi nhưng những người ở đây cũng dễ dàng sao nàng của ba năm trước hoạt bát đáng yêu là tiểu công chúa được cưng chiều của tất cả đệ tử đạo tông ngày nào cũng vui vẻ không phải lo nghĩ gì thế nhưng sau đó sự tồn vong của vô số đệ tử đạo tông đều đặt lên đôi vai mỏng manh của nàng, gánh nặng đó nghĩ thôi cũng khiến người ta đau lòng. Muội vất vả rồi, nhưng giờ ta đã về, gánh nặng đó cứ để ta, ta thô thịt dày, rất giỏi gánh những thứ đó. Lâm động ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu ứng hoan hoan, mái tóc nàng mát rượi, cảm giác rất thoải mái. Ưm, hành động đó của Lâm động khiến ứng hoan hoan hơi đỏ mặt, nàng nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Huyên yên tâm dù huynh làm gì muội cũng sẽ giúp huynh ở phía xa lăng thanh trúc đang dặn dò đệ tử cửu thiên thái thanh cùng dọn dẹp tàn cục chuẩn bị rút đi đột nhiên ngoảnh lại thấy hai người ngồi trên mỏm đá thì khẽ cắn môi tâm cảnh trước nay vẫn tĩnh lặng bỗng gợn sóng Trực trực, thanh trúc sư tỷ xem ra tỷ gặp một đối thủ rất lợi hại rồi đột nhiên từ bên cạnh có một giọng nói khẽ vang lên chỉ thấy tô nhu không biết đã tới bên cạnh từ lúc nào ánh mắt không ngừng nhìn về phía mỏm đá cười khúc khích lăng thanh trúc nhìn nàng ứng hoan hoan vì để hắn thoát khỏi dị ma thành đã dùng tính mạng ép ứng huyền từ hiên thân sự dám yêu dám hận đó đương nhiên ta không thể bằng đâu có dù sao hai người cũng có tính cách khác nhau cách thể hiện cũng khác mà hì hì thật ra muội cũng biết tỷ thích lâm động đại ca nếu không với tính cách của tỷ sao có thể mỗi năm lại đến vương triều đại viêm tô nhu cười thành trúc sư tỷ tuy trái tim bị bao phủ bởi một lớp băng nhưng phía sau nó lại là một trái tim ấm nóng chỉ có điều cả đời này chỉ lâm động đại ca mới có phúc hưởng điều đó thôi trước sự trêu chọc của tô nhu lăng thanh trúc vốn bình tĩnh như vậy cũng phải đỏ mặt làm bộ giận dữ nha đầu ai dạy muội những cái đáng ghét như thế hả còn không mau đi giúp mọi người đi vâng tô nhu cười vẫy vẫy tay có điều thanh trúc tỷ đừng bỏ lỡ mất nhé trên thế gian này không có thuốc hối hận đâu lăng thanh trúc nhìn tô nhu cười chạy đi môi khẽ mím lại tâm cảnh mới dần bình tĩnh đã lại gợn sóng ngày một nhiều nửa ngày sau thì mới dọn xong tàn cục bọn lâm động không ở lại thêm nữa nhìn nơi mấy ngày trước còn rất hùng vĩ đại khí cuối cùng thở dài vẫy tay rồi dẫn tất cả đi cả đoàn trở về đạo tông đương nhiên gây nên không ít sao động đệ tử đạo tông thấy đệ tử cửu thiên thái thanh cung thần sắc u ám thì đều thở dài cuộc chiến này ảnh hưởng đến cả đông huyền vực nếu không phải đạo tông có một ứng hoan hoan cộng với lâm động trở về kịp thời the là kết cục của đạo tông còn bi thảm hơn trong tông điện đạo tông ứng huyền tử nghe chuyện ở cửu thiên thái thanh cung cũng thở dài sắc mặt ảm đạm đông huyền vực hiện nay ngoài nguyên môn ra chỉ còn đạo tông chúng ta ta nghĩ chắc chắn nguyên môn sẽ không để mặc cho chúng ta cố thủ nữa đâu ứng huyền tử nói trường giáo cũng đừng quá lo lắng lần này tuy cửu thiên thái thanh cung tổn thất không ít nhưng nguyên môn cũng phải trả giá rất đắt các trưởng lão đã bị giết hết dù nguyên môn có dị ma ngầm trợ giúp thì cũng không thể coi như không có sự tổn thất đó lâm động lắc đầu nói nguyên môn hiện nay có lẽ không thể chủ động tấn công nữa ba kẻ đứng đầu nguyên môn vô cùng giảo hoạt lúc này có lẽ sẽ không tùy tiện ra tay đâu ý ngươi là ánh mắt ứng huyền tử lóe sáng chủ động tấn công tiêu diệt nguyên môn kết thúc sự hỗn loạn ở đông huyền vực hùng quang lóe lên trong mắt lâm động nhưng giọng nói thì vô cùng bình thản ứng nguyên tử và các trưởng lão đạo tông nghe thế đều giật mình hiện nay nguyên môn thế mạnh đạo tông phần lớn là tránh né cố thủ tông môn nhưng lâm động lại chủ động tấn công cha nguyên môn thế mạnh nhưng đạo tông chúng ta cũng không yếu nếu thật sự đánh thì chưa biết được ai sẽ thua đâu ứng hoàn hoàn cũng lên tiếng hơn nữa dị ma quỷ dị đa đoan nếu cứ mặc cho nguyên môn như vậy chẳng ai đảm bảo được sẽ có chuyện gì khác xảy ra lâm động gật đầu phía sau nguyên môn có lẽ chính là ma ngục bọn chúng rõ ràng có âm mưu to lớn chúng không dám hiện thân nên mới xâm thực nguyên môn để động thủ thay nếu không giải quyết nguyên môn sớm thì hậu họa khó lường ứng huyền tử tiền bối lần này nguyên môn đã tổn thất lớn có lẽ không còn thế mạnh như trước lăng thanh trúc nãy giờ vẫn yên lặng nghe mọi người nói bỗng lên tiếng ô ứng huyền tử khựng người nhìn lăng thanh trúc chiến tranh do nguyên môn gây ra ảnh hưởng đến cả đông huyền vực rất nhiều siêu cấp tông phái đã bị hủy diệt nhưng họ không phải bị tiêu diệt hoàn toàn vẫn có không ít cường giả thoát khỏi cái chết nếu đạo tông chủ động xuất kích lấy khẩu hiệu diệt trừ nguyên môn thì ra nghĩ có lẽ sẽ rất nhiều cường giả ẩn náu sẽ tới cục thế lúc ấy sẽ đổi ngược nguyên môn sẽ là kẻ rơi vào thế yếu giọng nói có phần lạnh lùng của lăng thanh trúc khiến không ít người mắt sáng lên lâm động cũng ngạc nhiên nhìn lăng thanh trúc cách này cũng thật hay mượn cửu hận mà nguyên môn đã tạo ra kết nối tất cả cường giả các phương đang ẩn tàng lại với họ cùng tuyên chiến nguyên môn như thế nguyên môn sẽ thật sự phải quyết một trận sinh tử với cả đông huyền vực lâm động người nghĩ sao ánh mắt ứng huyền tử lóe sáng Cương mặt đầy phấn khích. Lâm Động gật đầu cười. Hay! Ứng Nguyên Tử đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kích động. Một năm nay đạo tông bị nguyên môn chèn ép sắp tắc thở, cục diện này sắp thay đổi rồi sao? Mau truyền tin, rộng rãi mời các cường giả ở Đông Huyền vực đến cùng thành lập Liên minh Trung Nguyên, ba ngày sau cùng quyết sinh tử với nguyên môn. Tin tức về Liên minh Trung Nguyên nhanh chóng truyền khắp Đông Huyền vực, tuy ban đầu không có động tĩnh gì lớn, nhưng dần dần khi tin tức được chứng thực, các khu vực bắt đầu sụp sôi, vô số cường giả nhanh chóng đến đạo tông trên gương mặt đều là sự thù hận với nguyên môn nguyên môn tông phái này bây giờ đã không còn sự đại khí hào hùng trước đây nữa ma khí bao phủ trong tông những làn gió âm hàn thổi qua đệ tử nguyên môn đi qua đi lại trong tông hấp nạp ma khí vẻ mặt chìm đắm mà hung hăng đạo tông đã giống như một vùng ma vực sâu trong nguyên môn trên một ngọn núi cao là ba thân ảnh đứng chắp tay sau lưng thấp thoáng có thể thấy khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người chúng nghe nói đạo tông thành lập liên minh trung nguyên quyết sinh tử với chúng ta một trận một kẻ đột nhiên cười khẽ vậy thì đợi chúng đến giải quyết cái liên minh này là đông huyền vực sẽ không còn bất cứ sự phản kháng nào nữa nguyên môn chúng ta sẽ là kẻ thống trị duy tất nam tử áo trắng nói hai màu trắng đen trong mắt giống như âm dương ẩn hiện huyền ảo vô cùng chính là thiên nguyên tử một trong ba kẻ đứng đầu nguyên môn ta và lâm động từng giao đấu đúng là không ngờ được sau ba năm hắn lại mạnh đến mức này thú vị thật bên cạnh thiên nguyên tử nhân nguyên tử với mái tóc màu bạc cười nhạt ba năm trước chúng ta có thể tùy ý giết hắn ba năm sau vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả thiên nguyên tử thản nhiên nói nhân nguyên tử gật đầu vung tay lên một đạo ngân quang bay xuống dưới ta vẫn chưa hoàn toàn thao túng được không gian tổ phù dù gì nó cũng không phải của mình thật đáng tiếc ngân quang bắn xuống hắc vụ cuồn cuộn dường như có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi vững như bàn thạch ngân quang lóe sáng rồi chui vào thân thể hắn thiên nguyên tử nhìn nhân ảnh đó gương mặt hiện sự quỷ dị miệng lầm nhầm liên minh trung nguyên hà hà đến đi đến đi đạo tông ta sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ trong ba ngày ngắn ngủi không biết từ bao giờ mà không khí ở đông huyền vực đã có một vài thay đổi kỳ lạ những cường giả vốn dĩ ẩn nấp vì bị nguyên môn truy sát từ bốn phương lục tục hiện thân và tiến về siêu cấp tông phái duy nhất còn lại trên đông huyền vực trừ nguyên môn gia đạo tông sự chấn động và hiệu quả mà Liên minh Trung Nguyên tạo ra đã vượt qua những gì mấy người ứng huyền tử dự liệu, vì thế, khi thấy cường giả từ khắp nơi đổ về sắc mặt ai nấy cũng đều sững sờ. Nói cho cùng thì họ đã xem thường thù hận mà Nguyên môn đã tạo ra trên Đông Huyền vực. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.